Hi, Giang Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Hiện tại Giang Quý buổi sáng này Giang Quý chạy đang chạy trên đường Thổ Ngọc Hầu đó nha. Bây giờ là Giang Quý sẽ chạy từ hướng Thổ Ngọc Hầu này, Giang Quý sẽ chạy đến quán gỏi đu cường Thái Thi Thi nha. Đấy. Ở đây là thuộc của quận Tân Phú á. Bây giờ Giang Quý sẽ chạy hết đoạn đường Thổ Ngọc Hầu này. Quý sẽ gặp ngã tư bốn xã và quý sẽ quẹo trái vào đường Phan Anh, là đi ngang chợ Phan Anh đấy cả nhà. Xong sẽ chạy hết chợ Phan Anh và sẽ gặp An Dương Vương. An Dương Vương xong rồi là sẽ quý sẽ đi hết Dương Vương rồi tới dọc xe Mũi Tàu. Và Dương Quý sẽ đến quán gỏi đu cường Thái Thi Thi về cả nhà. Đấy. Những clip trước là Dương Quý cũng đã review rất là nhiều tuyến đường ở của Bình Tân với lại cũng như là các quận, người dân quý cũng đã quận nào dân quý cũng quay một đoạn đường hết rồi. Bây giờ Thổ Ngọc Hầu hôm nay dân quý sẽ quay đường Thổ Ngọc Hầu cả nhà. Bây giờ là dân quý sẽ chạy đến đây là gặp cái ngã tư của Thổ Ngọc Hầu và Liễu Văn Bích. Nếu mà dân quý quẹo trái ở đây sẽ đi Liễu Văn Bích, mà Liễu Văn Bích cái đường nó láng, nhưng mà thôi dân quý sẽ đi ngang chợ đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn là đi ngang chợ Phan Anh. Quý sẽ quay chợ Phan Anh luôn cho cả nhà xem nha. Đây là ngã tư của Liễu Văn Bích và Thổ Ngọc Hầu quá nha. Tuyến đường Liễu Văn Bích thì nó cũng rất là dễ đi, nó rộng mà nó thoáng mà nó rất là láng, nó không có ổ gà. Đây cô bán, cô này bán gì, xôi xéo Hà Nội, cà phê đá, viên sữa đá, sầu riêng ở nhà. Đây sầu riêng có 80k một ký thôi, rất là ngon. Ồ, vải cả nhà, vải với lại mặn Hà Nội. Đây bán cam vắt. Đây có một đội đang sửa chữa đường đó nha. Tuyến đường Thổ Ngọc Hầu này nó cũng rất là dài, mà nó sẽ quy sẽ chạy đến gặp cái từ bốn xã. Cái từ bốn xã là hết Thổ Ngọc Hầu. Đây là phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Họ vừa sim ở nhà. Chuối. Chắc là nhiều trái cây, cơm tắm. Ở đây là siêu thị. Siêu thị Rô. Hủ tiếu mì, bò kho, bò né, dê tươi nè cả nhà, cháo lòng cô tám, tiết canh vịt, gỏi vịt, bún măng, bún miếng. Thằng Quý cũng rất thích là món cháo vịt đó. Bột chiên, trà tắc, trà đào, bún riêu, bánh canh, bánh mì. Rồi ở đây là hồ trái cây cả nhà, rất là nhiều loại trái cây chúng ta có thể lựa chọn. Mà giờ mới thấy rất là nhiều, bây giờ bán rất là nhiều vải thiều cả nhà. Mùa vải thiều á, thường là vào ngày
cái tháng 5 này á là có rất là nhiều vải thiều cả nhà. Người ta bán vải thiều á. Ở đây là đường ngã tư Hậu Hầu Nguyễn Lý. Rồi, giờ quay xe về thẳng qua luôn nha. Rồi. Rất là đông xe cả nhà. Thường á thì theo quan niệm của dân gian thì người ta nói là vào ngày 5 tháng 5 thì chúng ta có thể ăn bánh ú với lại trái cây thì sẽ tiêu tan hết được những cái bệnh tật trong người cả nhà. Cho nên ngày Tết Đoan Ngọ người ta bán rất là nhiều bánh ú với lại mà trái cây trái vải đó cả nhà. Hôm nay là 7 tháng 5 rồi. Đây là ngã tư 4 xã của đường, nếu mà quẹo trái là vào đường Phan Anh, còn quẹo phải là đường vào đường Bình Long. Nếu mà đi thẳng luôn là đường Lê Văn Quế với lại Hương Lộ 2 cả nhà. Đấy. Ngã tư này rất là hay kẹt xe. Rồi, giờ mới sẽ quẹo trái vào Phan Anh đi cả nhà. Chắc là cái tình trạng kẹt xe này rất là nhiều. Tại vì rồi, giờ mới sẽ đến chợ Phan Anh này cả nhà. Giờ mới sẽ quay chợ cho cả nhà xem rồi, mà chợ giờ này cũng vắng khách rồi. Cá cả nhà, cá biển rất là nhiều. Trời ơi, tôi này bán bánh bò. Chợ này không có đông như buổi chiều. Chợ chiều mới rất là nhiều. Giờ này chưa nắng là người ta cũng đi về nhà hết rồi. Thì bán bánh lăng, tôi là bán bánh mì bò kho, thịt heo, bò chua, bánh lá dừa. Đấy, rất là nhiều thực phẩm ở nhà. Trái cây bún bò Huế nè, cam có 10 cam ký cả nhà, cam, ít chuối. Rồi, dưa hấu. Rồi,
cát Hòa Lộc cả nhà, ổ sườn cát này cả nhà, rất là nhiều loại sườn cát luôn á, xương sâm, xương sáo, ổ Hòa Lộc 15.000 ký cả nhà, 15k/ký à. Ở đây sườn riêng có 45k. Rồi Dũng Quý đã chạy qua chợ Văn Anh rồi, Dũng Quý sẽ chạy hết đoạn đường này, hết đường Văn Anh này sẽ gặp hai Dũng Quý cả nhà. Thịt heo. Đến đoàn xe mũi tàu là đến quán gỏi đu đủ Thái Thi cả nhà. Đấy. Hôm nay có Dũng Quý đi từ hướng Hồn Hầu, Hồn Hầu và chạy chữ L cả nhà. Ở đây vẫn còn là quốc Tân Phú. Đi ngang công ty bánh Hỷ Lâm Môn cả nhà. Đây. Số 89 đường Phan Anh. Công ty Hỷ Lâm Môn ở trong đây cả nhà. Đó, trong hẻm đó. Tới ngã tư đó là hết đường Phan Anh nha cả nhà. Hết tới ngã tư này là ngã tư của Tân Hòa Đông và Phan Anh. Rồi, Dũng Quý đi đã vào đường Hải Dương Vương cả nhà. Đấy. Hải Dương Vương này thì Dũng Quý sẽ chạy đến xe mũi tàu. Tại khoảng chừng 5 phút Dũng Quý sẽ đến xe mũi tàu rồi. Thấy cả nhà cứ đi theo hướng này là sẽ đến quán gỏi đường Hải Dương nha. Này Dũng Quý bị khàn tiếng luôn. Ở đây cái đoạn này thì Dũng Quý lại đi ngang cái chỗ mà bán bánh tiêu bữa cả nhà. Bữa Dũng Quý quay cái clip mà bánh tiêu á, này Dũng Quý đi ngang cái chỗ bán bánh đồ bánh tiêu nè. Vẫn là chỗ bán loại tiêu rất là nhiều, bánh bánh thuẫn nè, rồi bánh bánh bò bông, bánh nhớ quẩy, bánh da lợn, rất là nhiều cả nhà. Hai bên đường bán rất là nhiều. Rồi Dũng Quý sẽ chạy thẳng qua luôn, qua ngã tư này. Đây là ngã tư tỉnh lộ 10 với lại Hai Dương Vương. Chuối, chuối sáp.
dùng. Ở đây có quán bia, làng nướng. Là cua biển ốc. Thôi chúng tôi sẽ giảm nó luôn nha. Đây có bà lão ở ngoài bán trái cây ở nhà. Trước trước có mấy bạn YouTube đến quay ngoại rồi đó. Cái gì giống như là những bạn đến vườn đến cũng có giúp đỡ cho ngoại số tiền. Tại vì thấy ngoại bán cực khổ á. Hôm nay rất là mát cả nhà, Sài Gòn hôm nay rất là mát. Rồi bây giờ là quý sẽ đến dừng xe mũi tàu, cả nhà cứ đi theo hướng mà quý nói là sẽ đến quán nha cả nhà. Quán thi rất là nhiều món ăn ngon, bây giờ thi bán rất là nhiều món, ngoài rổi là ngoài rổi ra thì còn rất là nhiều món, như là bây giờ có món mới là tôm dùm bún thái cả nhà, rất là ngon. Rất là nhiều thực khách khắp nơi đến ăn ở quán thi cả nhà. Ngày hôm qua là có khách đến từ Mỹ luôn á, là giống như là cái bạn đó là như là diễn viên ca sĩ mà không có đi show luôn, là không đi show về Việt Nam ghé quán thì luôn không đi show luôn á. Đấy, gọi dân quý ơi đến dòng xe mũi tàu rồi, cả nhà cứ đi thẳng qua bên kia là đến quán nha. Dân quý sẽ quẹo phải về vô anh Bình Tân. Đấy. Đấy, cả nhà cứ đi thẳng qua bên kia đó là đến quán, còn nhân quý thì như quẹo phải qua đây, quẹo qua đây nhân quý về cho anh Bình Tăng. Và nhân quý chúc cho cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ và xe và an lành nha. Cả nhà hãy ấn like và để lại bình luận comment phía dưới và bấm đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh YouTube Nhân Quý Vlog Cuộc Sống Việt nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhân quý hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp.